Rồi, xin chào các bác. Thì ngoài trời đang mưa rất là lớn các bạn, hy vọng các bác có thể nghe rõ. Thì em vừa đi lấy một cái con điện thoại mà có lẽ là con điện thoại đáng trên tay nhất thời điểm hiện tại của nhà LG ấy. Thì con điện thoại đấy nó có dạng trượt các bạn. Đây này, đó, dạng trượt như này này, đấy, ghê chưa? LG nhá. Đó, ghê chưa? Trượt này đó. Nhưng mà không phải con điện thoại này đâu. Nó cũng có dạng trượt, đó, trượt như này này. Đó. Nhưng mà cũng không phải con điện thoại này đâu. Đấy, đó là con LG Wing các bạn. Đây. Thì cái con LG Wing này em lấy ở chỗ cái bác Bantech Mobile này. Thì các bác có nhu cầu ấy, thì liên lạc với bác ấy nhá. Rồi em sẽ mở ra xem thế nào. Đợi con này về mãi các bạn. Thì cái con Wing này ấy, thì em thấy là ở Việt Nam mình ấy cũng có khá nhiều bác có rồi, em không biết là nguồn từ đâu nhưng mà có rất nhiều bác có rồi, người dùng và thương gia thì như mới có thôi, còn người dùng em thấy là 1-2 bác đã có từ trước rồi. Các bác nào mà cái đoạn mở hộp này nó không hay lắm thì các bác cứ tua đi nhé. Đây, trong hộp đây. Ở đây là con gì đây? À, mình lấy thêm cái con V50 nữa các bạn để mà so sánh với nó. Cái clip này đang quay bằng cái con V60 nhá. Đó. Đây. Đây là nhân vật chính các bạn. Đây. LG Wing. Con V60 quay chán quá các bạn. Nó lấy led hơi bị yếu. Chờ tí các bác nha, cho nó lết hẳn hoi nào. Rồi, thế đây là con LG Wing. Cảm giác đầu tiên cầm nó khá là dày luôn. Cầm nó còn dày hơn con LG V60 mà em đang có ở đây này. Thì con LG V60 cầm khá là dày luôn. Đó, cái cảm giác nhìn bề ngoài của nó, hoàn thiện của nó ấy. Mình cảm giác là nó hoàn thiện tốt hơn con LG V60 nhỉ. Mình cảm giác nó hoàn thiện rất là tốt luôn đấy các bạn. Những cái khung viền, rồi những cái tiếp xúc giữa viền và mặt lưng này, mặt trước này. Và đây là cái cảm giác khá là tốt luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Ôi cái LG V60 quay khá chán các bạn. Đó, các bạn có thể thấy này. Camera thò thụt nhá. Ồ, mình cứ nghĩ là con V60 sẽ quay tốt hơn nhưng mà nó hơi chán các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy không? Rồi, cái điểm đặc biệt nhất của nó ấy là nó có thể là xoay ngang được các bạn. Trời ơi, cái con LG V60 này quay chán quá các bạn ơi. Rồi, đây. Cầm thế này thì khó quay lắm, phải cầm cái này quay nó mới dễ. Đó, các bạn có thể thấy không? Khá là bất tiện các bạn, nếu mà chưa quen ấy thì các bác có thể thấy là việc mà xoay con này thì các bác phải, thứ nhất là cầm nó phải, tay nó phải thấp xuống một tí này, thấp xuống thì các bác xoay mới được, là một này. Đấy, và các bác cầm tay trái thì các bác không thể xoay được, xoay nó cũng khá là khó khăn. Đấy, nó sợ rơi lắm. À, nó khá là khó khăn tại vì cái màn hình nó rất là dài mà, thì các bác phải cầm tay phải và các bác xoay ra. Đấy, thì nó dễ dàng hơn. Đó, cầm tay phải thì nó dễ hơn, cầm tay trái được nhưng mà các bạn thấp xuống. Đó, bắt đầu thì nó khá là ngượng nghịu các bạn, có thể là phải tập làm quen rất là lâu mới sử dụng cái máy này nó thành thạo được, nó nguy hiểm được. Đó, ôi chà. À, cảm giác cái cơ trượt của nó rất là nhẹ nhàng các bạn, nó còn nhẹ hơn cả cái con Sony cũ này luôn đấy, nhẹ cực luôn, và cảm giác êm. Đó. Rồi, trước tiên là về cái màn hình của nó ấy, thì mình rất thích cái màn hình của con LG Wing hiện tại bây giờ ấy, tại vì nó không làm cái đục lỗ hay là giọt nước hay tai thỏ gì nữa, bây giờ nó làm rất là cân đối luôn. Và mình nhìn sơ qua thì mình thấy là cái cạnh, hai cạnh viền của nó này, hai cạnh viền của cái con LG Wing này nó đang đã rất là mỏng rồi, hai cạnh viền luôn, mỏng như cái đời con Velvet ấy.
đấy, và hai cái cạnh bên của nó, hai cạnh trên dưới ấy, thì nó đã rất là cân bằng rồi, các bác có thể thấy này, tuyệt vời các bạn. Nếu thực sự là cái màn hình trước bây giờ nó đã rất là cân đối rồi, không có điểm, mình nghĩ là không còn nhiều bác có thể chê được cái màn hình mà đục lỗ hay tai thỏ nữa rồi. Đó, các bác có thể thấy đó, rất là cân đối. Tuy nhiên thì mình nhìn sơ qua ấy, thì cái màn hình nó có vẻ hơi ám vàng các bạn. Đây, mình có thể cho các bác xem cái màn hình con V50 nữa này, hơi tối. Mình so sánh qua cái hai cái màn hình này xem nó thế nào thôi. Đó, thì các bác có thể thấy là cái màn hình mình đang nhìn ở trên điện thoại, không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng mà ở trên cái con, ở trên ngoài đời thực ấy, thì mình đang thấy là cái con cái con Wing ấy nó hơi ám vàng hơn một chút xíu thôi. Đó, ở cái đè đã. Nhưng mà công nhận các bạn, cầm nó có cảm giác khác thật. Nó đáng để sử dụng hơn rất nhiều so với những con LG hiện tại bây giờ. Đó, có cái việc mà cái cáp trượt như này, nó các bác nhiều khi là sợ nó có thể nhanh đứt cáp hay là rơi hỏng hóc ấy, thì cái này chắc phải có thời gian để mà mọi người đều trải nghiệm được thì mới biết được thôi. Chứ còn hiện tại thì em nghĩ là cái chất lượng gia công hiện tại bây giờ thì nó đã rất là ngon rồi. Cái việc mà đứt cáp thì chắc cũng rất là lâu rồi, không không sợ lúc đấy mà nó đứt cáp được thì nó cũng, mình cũng chán con máy rồi. Đó, mình sẽ thử cái camera xem sao các bác nhé, nó thò thụt như nào. Đây, đây, đang phải thiết lập lại một chút xíu. Gì đây, di chuyển này. Cái này nó có cái chế độ mà di chuyển như kiểu là cái gimbal ấy. Đấy, mình không biết là cái camera này nó có kiểu gì, nhưng mà mình thấy nó di chuyển được như này cũng khá là hay rồi. Không biết cái camera ở đằng sau nó có di chuyển theo không, mình thử cái camera đằng trước xem nhé. Ôi trời, nhiều, khá là nhiều cái chức năng các bạn, nó phải cài đặt lại đó. Rồi, ok. Ồ, cái này bật cam trước như thế nào nhỉ? Chưa rõ đây, chưa dùng nhiều, chưa biết các bạn, nhưng mà cảm giác là nó khá là hay luôn. Trong trước đây à? Ghi kép xem nào, ghi kép thì ghi luôn. Đó, các bạn có thể thấy này, cái cam trước nó đã bật lên rồi. Thực sự mình cũng chưa biết là cái đó chỉ biết là cái cách bật của này, mình thử ấn xuống cho nó có xuống không, khá là chắc các bạn, không ấn xuống được đâu. Đấy, các bạn thấy đây, cái cam trước của nó này và cả cam sau nữa. Đó, cái con V60 này quay mình cũng chưa thấy nó ngon mấy sao, cảm giác nó cứ làm sao ấy. Rồi, ok. Rồi, đó, các bạn mình thử đóng lại cho nó như thế nào. Ồ, đóng lại cho nó như thế này. Ồ, đóng lại thì nó bình thường rồi các bạn, nó bình thường như những con điện thoại khác thôi. Và thì nó cũng có cái quay cầm siếc như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Mình sẽ cho gần lại một tí. Clip quay này bằng con V60 hơi chán các bạn, mình không hiểu tại sao nữa. Đó, các bạn thấy cái cơ cấu trượt lên của nó nhé, mình sẽ bật flash lên xem thế nào để các bác xem này. Tắt đi này. Rồi, mình sẽ lấy nét vào đây, bật lên này. Ôi chà, V60 quay chán thế nhỉ, không thể tưởng tượng được luôn đấy. Sao đây, nó lấy nét không chuẩn thế nào các bạn. Mình lấy nét bằng tay đây, mình đang phải chuyển sang lấy nét bằng tay đây cho nó chuyên nghiệp. Rồi, đây, hy vọng các bạn có thể thấy. Mình sẽ làm lại nhé. Đó, trượt xuống này, cho lên này. Đó, cái khi mà nó cái camera trước nó đi lên ấy, nó có một âm thanh rung rung nhẹ nhẹ, khá là hay.
Rồi. Đó. Thì cái con Wing này trước tiên là mình chỉ thấy là cái màn hình của nó đã rất là cân đối và đẹp. Và thứ hai nữa, cái cơ cấu trượt của nó thì quả thực là rất là tuyệt vời luôn. Mình thì không cần biết nó sẽ hữu dụng đến cỡ nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hữu dụng hơn là cái việc mà chia đôi màn hình luôn đấy. Thì vì ở trên này mình có thể sử dụng YouTube này, dưới này mình có thể sử dụng một bất kỳ một cái ứng dụng nào khác nữa, ví dụ như trên này xem YouTube, dưới này nhắn Facebook các thứ, rất là hay luôn, rất là tiện đó. Mình nghĩ là rất là tiện, nhưng mà cảm giác là cái con chip 765G này nó có vẻ là hơi đuối, chắc là LG mà trong quá trình nghiên cứu con này hơi lâu, cho nên là cái chip nó ra thời điểm đó nó hơi hơi yếu thôi, nhưng mà dùng những tác vụ bình thường mình nghĩ là vẫn ok, con này đáng để trải nghiệm các bạn đó, tuyệt vời. Và cái build hoàn thiện của nó ấy, mình thấy nó rất là tốt luôn đây, hy vọng các bác có thể thấy. Trời ơi, mỗi lần mà mình quay mà muốn con này nó tốt, con V60 này nó quay tốt ấy, phải lấy nét tay các bạn đó, nó lấy nét cứ cứ kiểu gì ấy. Đấy, các bác có thể thấy này, cái build hoàn thiện của nó này. Đây là cái sim này, mình không biết con này là mấy sim này, mình phải chọc ra xem nào, nhưng mà hình như chắc nó chỉ một sim thôi, mình đã không có cái hơi to, chờ tí mình chọc cái khai sim ra xem nhé. Đây, mình sẽ chọc cái khai sim ra xem thế nào. Rồi, ôi chà, rồi bố cái khai sim các bạn. Đây, cái khay sim này nó vẫn là bằng nhựa các bạn, bằng nhựa. Mình cũng không biết đây là bản Hàn hay bản gì, nhưng mà mình thấy mình cũng chưa xem. Nhưng mà có số series ở trên, để mình chạy cho gần lại. Đây nè. Các bác có thể thấy là có số series ở trên khay sim này. Nhưng mà nó có vẻ con V60 này bắt nét. Chán quá, nhìn nó không rõ luôn, chán thật các bạn. Đó, một cái sim và một cái thay thẻ thẻ nhớ, thì không biết có hai sim không thì mình cũng chưa rõ nhé. Cái này thì mình nghĩ là có một sim thôi. Rồi, ok, sẽ lắp lại. Đó, thực sự là từ nãy giờ mình vẫn chưa quen được cái thao tác xoay như này các bạn. Mình mỗi khi bọn nó ở trên mạng mà nó cầm này, bọn nó xoay như này này, thì khá là hay, rất là nhẹ các bạn, rất là nhẹ luôn. À, chỉ cần đẩy ra một chút là nó tự động nó xoay ngang rồi, nhưng mà đẩy về thì phải đẩy nhiều hơn một chút đó. Rồi, ok, mình nghĩ là mình xem nó đang chạy cái phần mềm như thế nào thôi. Đây, cho về đây đi. Trời, giờ mới cài đặt các thứ thì nó hơi lâu các bạn. Đó, đó, mình đang xem nó chạy cái gì đây. Nó chạy Android 10 các bạn. Có số series và có số IMEI đàng hoàng nhé. Bản này là bản ngon nhé, không phải là bản này nọ ở trên mạng các bác biết đâu. Tại vì dạo này LG nhà mình hay có những cái bản mà mất IMEI rồi mất series, rất là khổ. Có nào mua những cái máy đấy thì nên cân nhắc cẩn thận nhé. Rồi, đây là cái cụm cam của nó này. Đó, các bác để thấy không? Sẽ cho gần lại một chút xíu nữa. Đó. À, thì cái đây nó có cái dòng chữ, không biết đây là cái gì. Đây, các bác có thể thấy này, Hexa Monitor. Cái gì đấy, mình cũng chưa biết nó là dùng cái công nghệ quái gì cả. Nhưng mà nó có 3 cam, và mình nghĩ là cái việc mà sử dụng nó như một cái gimbal như nãy, đây mình thử lại xem nào, thì nó cái cam nào đó nó sẽ có tác dụng đấy. Đấy, ảnh xem nào, đó đây này các bác này, di chuyển này, lên này, đó cái khoảng cách đường đi nó khá là dài các bạn, sang ngang này, sang trái này, sang phải này, đó khá là hay các bạn. Rồi, có những cái này thì mình sẽ phải sử dụng sau thôi, chứ bây giờ mình
không thể thể biết trước được. Còn đây là cái mặt sau của nó các bạn, đây, mặt sau của nó đây, các bạn có thể thấy là nó cái màn hình nó rất là mỏng luôn này. Các bạn có thể thấy không? Chứ cái con hôm nay tự nhiên cầm cái con LG V60 nó quay cái này hơi bị củ chuối các bạn. Thấy rất là mỏng, thấy các bạn có thể thấy này. Cái màn hình trước, cái màn hình chính của nó rất là mỏng luôn. Ví dụ như cầm kiểu này, cầm kiểu này mà chơi game thì khá là nguy hiểm các bạn. Ví dụ mình có cảm giác là bẻ bẻ như này nó bị cong đấy các bạn. Đó, nó khá là mình cầm kiểu trên này chơi game thì có vẻ là khá là bất tiện các bạn. Đó. Rồi mình nghĩ là cái con này ấy, để mà tiện lợi nhất cũng chỉ là ví dụ xem cái gì đó trên màn hình chính này và làm cái thao tác ở dưới này như kiểu là trả lời tin nhắn hoặc là livestream gì đấy, nó khá là hay. Rồi ok, đây là cái trên tay nhanh thôi, nhưng mà nhanh cũng mất mẹ 15 phút rồi các bạn. Hơi bị tại vì hơi xúc động với con máy này thôi. Rồi. Ok.